Đẻ con dưới hàng. Ngày xưa, ở thành Athens xa xôi, có một nàng công chúa tên là Creusa, rất xinh đẹp, nhưng cũng rất bướng bỉnh. Thưa đức vua, công chúa đã trốn khỏi hoàng cung rồi ạ. Ngươi nói gì? Vừa rồi, khi nô tỳ vào phòng, thì không thấy công chúa đâu, chỉ thấy người để lại bức thư này thôi ạ. Thưa cha, con đi đây. Con biết cha muốn tốt cho con nên mới định hôn sự cho con với hoàng tử nước láng giềng, nhưng con không có tình cảm với người ấy. Con chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân, con sẽ rời hoàng cung đi du ngoạn một thời gian. Xin vua cha đừng lo lắng, con sẽ bình an trở về. Con gái của cha, Creusa. Cô bé này thật quá ương bướng. Người đâu, mau cử người đi tìm công chúa về đây cho ta. Ồ, thì ra đã đến đền Delphi, thờ thần ánh sáng Apollo rồi. Ta đã đi được cả đoạn đường dài rồi đó chứ. Đền Delphi này đúng là đẹp và lớn quá. Chà, cô gái kia xinh đẹp quá. Vẻ đẹp này chẳng thua kém gì các nữ thần. Không biết thần ánh sáng Apollo có biết rằng ở thành Athens này mọi người đều tôn thờ người hay không? Đền Delphi hoành tráng này chính là món quà mà vua cha ta và người dân Athens dâng tặng lên người. Giá mà ta được gặp thần dù chỉ một lần để nói lên lòng kính ngưỡng thì thật tốt. Thì ra cô gái nhỏ là công chúa của Athens sao? Nếu công chúa muốn gặp ta, vậy thì ta sẽ giúp nàng toại nguyện. Ô, chuyện gì thế này? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây thế này? Công chúa, nàng tỉnh rồi sao? Ngài là ai? Ta là thần ánh sáng Apollo. Thần Apollo, ngài đang nói đùa ta sao? Khi nãy ta đứng trên mây thấy nàng đứng trước đền thờ Delphi, nói rằng muốn gặp ta, nên ta đã dùng phép đưa nàng đến đây. Người thật sự là thần Apollo. Thật không ngờ ta lại có thể được tận mắt nhìn thấy người. Nếu nàng muốn, ta sẽ ngày ngày ở bên nàng, chúng ta sẽ không rời xa nhau. Một thời gian sau, ta phải trở về đỉnh Olympus một thời gian. Nàng ở một mình hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt nha. Tại sao đột nhiên người lại rời đi? Em sắp sinh rồi, người để lại em một mình trong hang động này thì em biết phải làm sao? Nàng hãy thông cảm cho ta. Những vị thần cũng có sứ mệnh của riêng mình cần phải thực hiện. Ta không thể ở trần gian mãi được. Còn nàng lại là người trần, ta không thể đưa nàng đến đỉnh Olympus, bởi đó là nơi của những vị thần. Nàng yên tâm, ta hứa khi nào hoàn thành xong công việc, ta sẽ lập tức quay về bên nàng. Em ở hang đá này một mình thì làm sao tồn tại được? Ta đã chuẩn bị viên thuốc này. Uống nó vào thì trong vòng một năm, nàng sẽ không cần phải ăn uống mà vẫn khỏe mạnh. Vậy còn con của chúng ta, một mình em làm sao chăm sóc cho con được? Ta nhất định sẽ sớm trở về. Hai ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé này thành tài. Nàng hãy tin ở ta. Đã nửa năm qua rồi mà cha con vẫn không quay lại. Nếu như thời hạn một năm đến mà chàng chưa trở về thì mẹ con ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ chàng đã quên ta, quên cả con rồi ư? Không được, ta phải nghĩ cách gì đó. Nếu không thì cả ta và đứa trẻ đều sẽ gặp nguy. Con ơi, đây là viên thuốc cha con để lại. Mẹ hy vọng cha con sớm quay lại nên mới uống một nửa. Có nửa viên thuốc này thì trong nửa năm tới con sẽ không cần ăn uống. Mẹ phải trở về hoàng cung. Mẹ không thể đưa con cùng đi vì mẹ sợ ông ngoại của con sẽ không chấp nhận. Con hãy ở đây chờ mẹ nhé. Đợi mẹ sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi sẽ sớm cho người đến đón con. Xin đức vua đừng quá lo lắng. Người phải bảo trọng sức khỏe. Thần vẫn liên tục cho người đi tìm công chúa. Sớm sẽ có tin tức thôi ạ. Đã một năm rồi, ta đang dần mất đi hy vọng. Creusa là đứa con gái duy nhất của ta, vậy mà ta cũng không thể bảo vệ tốt cho nó. Cha ơi! Creusa, là con sao? Là con đây, con đã trở về rồi. Con gái yêu quý của ta, cuối cùng con đã trở về, cha nhớ con nhiều lắm. Cuối cùng công chúa cũng trở về rồi,
Suốt một năm qua, Đức Vua đã bảo thần sai rất nhiều người đi khắp nơi tìm kiếm công chúa. Đức Vua vì nhớ thương người mà sức khỏe ngày càng suy yếu. Con thật bất hiếu, con đã làm cha lo lắng. Thời gian qua con đã ở đâu? Cha ngày nào cũng nhớ con. Con xin lỗi, ngày đó là do con bốc đồng nên mới bỏ đi. Con trở về là tốt rồi, con gái của ta. Công chúa, người đã trở về rồi. Em nhớ người lắm, người không sao chứ? Ta không sao, Nubia. Ta có chuyện này cần em giúp. Chuyện này em phải hết sức bí mật, không được để cho ai biết. Em nói sao? Em đã đến hang động nơi công chúa nói, nhưng không thấy đứa trẻ đâu cả. Em đã tìm kiếm khắp nơi, xung quanh, nhưng cũng không thấy đứa bé. Sao đứa bé có thể biến mất được? Không lẽ là chàng ấy đã quay lại đón con? Cũng có thể đứa bé bị thú dữ tấn công. Khi em đến đó, đồ đạc trong hang đá vương vãi khắp nơi. Con trai ta, ta đã hại con rồi. Clarissa. Cha. Từ khi về cung, ta thấy con luôn buồn bã, giống như có tâm sự. Con có chuyện gì giữ trong lòng sao? Dạ không. Thời gian trước con đi du ngoạn khắp nơi, giờ trở về nên chưa quen với cuộc sống trong cung thôi ạ. Con như vậy là cần có người ở bên bầu bạn rồi đó. Cha thấy con nên kết hôn rồi con gái ạ. Kết hôn ấy ạ? Cha vẫn muốn con kết hôn với hoàng tử nước láng giềng sao? Ban đầu ta thấy đó là mối hôn sự tốt, nhưng như vậy cha con ta sẽ phải rời xa nhau. Ta chỉ có một mình con, không thể sống xa con được. Ta thấy Sư Thất rất tốt, một người trẻ tuổi lại tài năng. Ở thành Athens này, cậu ta là người xứng đáng với con nhất. Nhưng cha ơi, con chưa muốn kết hôn. Việc kết hôn của con sớm muộn cũng cần quyết định. Giờ là thời điểm thích hợp nhất. Cha đã già rồi, sau khi con kết hôn, ta sẽ nhường lại ngôi vị này cho con. Sau này Athens sẽ do con dẫn dắt. Sư Thất là tướng quân anh dũng, cậu ấy sẽ giúp đỡ cho con rất nhiều. Cha muốn con kế vị sao? Một công chúa như con chẳng hiểu gì về chuyện chính sự, làm sao có thể cai trị được Athens được? Nếu con không muốn, vậy hãy để Sư Thất thay con nắm quyền. Dù thế nào, cha cũng muốn hôn sự này sớm diễn ra. 15 năm sau. Thưa hoàng hậu, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ. Ngày nào cũng uống những thứ thuốc đắng ngắt này, nhưng ta vẫn không thể mang thai. Đây là loại thuốc mới được điều chế, có công dụng rất tốt. Người uống một thời gian nhất định sẽ có thai. 15 năm rồi, ta đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể mang thai. Có lẽ là ta đang bị trách phạt vì những lỗi lầm năm xưa. Không có chuyện đó đâu ạ. Hoàng hậu chớ nên nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Chuyện năm xưa chỉ là sự cố, người đâu có lỗi lầm gì. Có khi nào thần Apollo đang trách phạt ta bởi đã không bảo vệ được đứa trẻ không? Thần Apollo ư? Chắc là không phải đâu ạ. Không, rất có thể là như vậy. Ngài ấy biết ta là công chúa của Athens, nhưng bao nhiêu năm nay ngài ấy chưa từng đến gặp ta thêm một lần. Chắc chắn ngài ấy đang trách phạt ta vì đứa con năm đó, thế nên đã trừng phạt khiến ta không thể sinh thêm bất cứ đứa trẻ nào. Chắc chắn là ngài ấy vô cùng căm hận ta. Không đâu, chuyện năm xưa ngài ấy cũng là người có lỗi. Nếu ngài ấy không bỏ lại người và đứa trẻ thì bi kịch đã không xảy đến. Ngài ấy không thể trách hoàng hậu được. Chắc chắn là ngài ấy đang trách phạt ta. Ta phải tới đền Delphi cầu xin ngài ấy tha thứ. Nàng muốn tới đền Delphi cầu nguyện ư? Vâng, thần thiếp muốn đến cầu xin thần Apollo đáng kính ban cho chúng ta một đứa con nối dõi. Nếu nàng muốn cầu nguyện thì hãy đến đền thờ gần hoàng cung. Đền Delphi xa xôi như vậy, nàng mà đi sẽ rất vất vả. Đã thành tâm cầu nguyện, sao có thể sợ chút vất vả được? Xin người hãy cho thiếp đi. Nếu có thể, thiếp còn muốn ở lại đó cầu nguyện đủ 7 ngày. Thôi được, nàng hãy tới đó đi. Việc cầu nguyện này ta cũng cần đích thân thực hiện, nhưng việc triều chính bận rộn, ta chưa thể đi cùng nàng ngay được. Nàng hãy đến đó trước, ta sắp xếp công việc rồi tới sau. Apollo,
Có lẽ người đã không còn nhận ra ta nữa. Nhưng ta chính là Kriusa. Có phải người đang oán hận ta vì đã không bảo vệ cho đứa trẻ nên mới khiến ta không thể mang thai hay không? Những năm qua ta luôn hối hận vì không thể bảo vệ con của chúng ta. Cầu xin người hãy tha lỗi cho ta và để ta có được một đứa con. Ôi, phu nhân không sao chứ? Ta không sao, còn cháu có sao không? Cháu không sao ạ. Cháu là ai? Sao lại ở trong đền thờ này? Cháu là Ion, người trông giữ ngôi đền này. Từ khi còn nhỏ, cháu đã được đưa đến đền thờ này. Đến nay cũng đã được 15 năm rồi. 15 năm? Vậy cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu vừa tròn 15 tuổi ạ. 15 tuổi? Nếu con trai ta còn, thì giờ nó cũng 15 tuổi rồi. Sao người lại có vẻ xúc động vậy ạ? À, không có gì. Vậy cha mẹ cháu đâu? Cháu không có cha mẹ ạ. Cháu nói sao? Khi còn nhỏ, cháu bị cha mẹ mang tới bỏ rơi trước cửa đền Delphi. Thầy Liêm Đô đã phát hiện ra cháu, rồi đưa cháu vào ở trong đền. Thầy Liêm Đô? Đó là một nhà tiên tri sống gần đền thờ này. Ông ấy rất giỏi, có thể biết được rất nhiều chuyện. Thỉnh thoảng ông ấy sẽ tới đền thờ thăm cháu. Cháu đúng là đứa trẻ ngoan, mọi phước lành sẽ đến với cháu. Tránh ra, mau tránh đường. Cụ già kia sao không tránh đường, không để chán sống rồi. Xin kính chào đức vua, tôi có chuyện này muốn được nói chuyện riêng với đức vua. Sao cụ biết ta là đức vua, lại biết ta sẽ đi qua nơi này mà đứng chờ? Không giấu gì đức vua, tôi là một nhà tiên tri, tôi có thể biết được mọi chuyện trên đời, thậm chí tôi biết trước cả tương lai. Trời ạ, trên đời lại có người tài giỏi đến vậy sao? Ngày hôm nay biết đức vua đến đền Delphi thờ thần Apollo nên ta đã ở đây chờ người. Ta có chuyện này cần phải cho người biết, đó là chuyện về Lucia. Lucia ư? Người còn nhớ cô ấy chứ? Chàng thật sự sẽ kết hôn với công chúa sao? Đức vua ban hôn, ta cũng không còn cách nào khác. Ta không thể làm trái lệnh vua được. Vì người đó là đức vua, là công chúa, nên ta phải là người chịu đau khổ sao? Yêu chàng là sai lầm lớn nhất của ta. Suốt đời này, ta sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa. Lucia, đó là chuyện từ rất lâu rồi, nhưng sao cô lại biết cô ấy? Năm đó Lucia đau lòng nên bỏ đi, nhưng khi đó cô ấy đã mang thai. Sao cơ? Mang thai ư? Đó là một bé trai. Trời ạ, ta không hề biết chuyện này. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Xin cụ hãy nói cho ta biết. Lucia vì sinh khó nên đã qua đời rồi. Cô ấy chết rồi ư? Vậy còn đứa bé? Đứa bé đã trở thành một thiếu niên rồi. Hiện nó đang ở đền Delphi, tên của nó là Ion. Đức vua, người đã tới rồi sao? Nàng có thấy trong đời này có một cậu bé tầm 15 tuổi tên là Ion không? Ion ư? Thiếp có biết cậu ấy, là một cậu bé rất dễ mến. Nhưng sao đức vua lại biết cậu ấy? Đó chính là con trai ta. Người nói sao? Vừa rồi ta mới biết ta có một đứa con trai. Ion chính là con trai của ta. Sao có thể như vậy được? Ta sẽ giải thích rõ với nàng sau. Giờ ta phải đi tìm thằng bé, ta phải đưa nó về cung. Người định làm ta bỏng hay sao mà dám dâng trà nóng thế này? Xin hoàng hậu tha tội. Hoàng hậu xin hãy bớt giận, còn không mau mang tách trà khác tới đây. Dạ. Hoàng hậu, dạo này người có tâm sự phải không ạ? Tự dưng không đâu lại rước về một đứa con ngoại giá thú, đã vậy còn định sau này sẽ truyền ngôi cho nó. Ta làm sao nuốt nổi cơn giận này? Đức vua mong muốn có con, nay bỗng dưng lại có một hoàng tử, sẽ không tránh được kích động mà muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho con. Có con với nhân tình trước khi kết hôn với ta, ta có thể tha thứ bởi chính đức vua cũng không biết về sự tồn tại của đứa trẻ. Nhưng muốn giao thành Athens mà tổ tiên ta, vua cha của ta đã xây dựng bao năm qua cho đứa trẻ con riêng đó, thì...
thì ta không thể chấp nhận. Đức vua rất yêu thương hoàng tử Ion, sau này rất có thể sẽ truyền ngôi cho. Hoàng tử gì chứ, nó chỉ là một đứa con hoang, ta sẽ không bao giờ để cho nó nối ngôi. Ta không thể để thành Athens này rơi vào tay nó được. Nhưng chúng ta có thể làm gì được? Tiêu diệt nó. Chỉ cần thằng nhãi đó biến mất thì ta sẽ không cần phải lo lắng nữa. Sau này khi ta có con, ngôi vị sẽ thuộc về con của ta. Hoàng hậu định làm thế nào? Thần ánh sáng Apollo, ta có lỗi với ngài, có lỗi với con trai của chúng ta. Nhưng những chuyện năm đó ta không hề cố ý. Xin người hãy tha thứ và cho ta có được một đứa con. Thần Apollo sẽ không đồng ý với một người ác độc như bà đâu. Người, sao ngươi lại ở đây? Tôi chưa chết, bà thấy lạ lắm đúng không? Âm mưu của bà đã bại lộ rồi. Âm mưu gì chứ? Ngươi đang nói bậy gì vậy? Bà sai nữ tỳ Nubia lén bỏ độc vào đồ ăn của tôi, còn bản thân thì trốn đến nơi này, để khi ta gặp chuyện bà sẽ lấy cớ là không có mặt để trốn tội. Kế hoạch của bà hoàn hảo lắm, nhưng chút mưu mô cỏn con đó làm sao hại được đến ta? Người nói dối. Ta có nhân chứng, vật chứng và cả thủ phạm trong tay, bà không chối được đâu. Chắc bà không biết một tỳ nữ của bà đã vô tình nghe thấy kế hoạch đen tối mà bà vạch ra, nên đã tới báo cho ta biết. Ta đã tâu chuyện này với vua cha rồi, người rất thất vọng về bà. Người, các người vu oan cho ta. Bà nham hiểm như rắn rết, còn nói mình bị oan à? Hôm nay tôi đến đây chính là để trừng phạt kẻ tán tận lương tâm như bà. Người định làm gì vậy? Bà đã định hại chết tôi, làm sao tôi có thể tha cho bà? Hãy đền tội đi. Ion, con không được hại mẹ ruột của mình. Thầy Liên Đô, người vừa nói gì? Bà ấy chính là mẹ của con. Sao có thể như vậy được ạ? Vua cha đã kể với con rằng chính người đã nói mẹ con đã qua đời rồi mà. Đó là do ta đã gạt sự thật. Mẹ con chính là hoàng hậu Creusa. Còn ta cũng không phải là nhà tiên tri Liêm Đô nào cả, mà chính là thần Apollo, cũng là cha ruột của con. Chuyện này là thế nào? Apollo thật sự là chàng. Người là thần ánh sáng thật sao? Ta cũng chính là cha ruột của con. Năm xưa vì không thể đưa con lên đỉnh Olympus, nên ta đành để con ở đền Delphi này. Cũng đã lấy thân phận là nhà tiên tri Liêm Đô để ở bên cạnh con bao lâu nay. Thì ra năm xưa là người đã đưa đứa trẻ đi và giấu nó ở đền này. Đúng, là ta đã mang con đi. Ta rất xin lỗi nàng vì đã không sớm nói với nàng về chuyện của con trai chúng ta. Năm đó khi ta trở lại hang đá không thấy nàng đâu cả, nên đã rất tức giận vì nghĩ rằng nàng lại bỏ lại con trai để trở về sống sung sướng trong hoàng cung. Nhưng ta cũng không muốn trách cứ nàng, đành lẳng lặng đưa Ion đi. Sao ngài có thể làm như vậy? Năm đó ngài rời đi không hẹn ngày trở lại. Ta chờ ngài nửa năm, lo sợ rằng nếu còn ở lại hang đá đó thì cả ta và con đều sẽ gặp nguy. Thế nên ta mới trở về hoàng cung thu xếp để có thể đưa con về nuôi. Nhưng khi ta sai người tới hang đá thì không thấy con đâu cả. Ta tưởng rằng con đã bị thú dữ làm hại. Ta vẫn luôn tự trách mình vì không bảo vệ tốt cho con. Không ngờ là ngài đã giấu ta 15 năm. Khi đó ta quá nóng giận nên đã đổ lỗi cho nàng. Ngày mà nàng tới đền Delphi cầu nguyện, ta mới biết nàng vẫn luôn nhớ về con của chúng ta. Ta biết mình có lỗi với nàng, vậy nên ta muốn bù đắp. Ta đã đến gặp sư thất, nói với ông ta Ion là con trai của ông ta. Có như vậy, sư thất mới thật lòng yêu thương Ion. Ta tính chờ khi Ion kế vị sẽ nói mọi chuyện cho hai người biết, để mẹ con nhận nhau. Nào ngờ lại gây ra mối họa hôm nay. Ion, con không phải là con của sư thất, mà là con trai của thần ánh sáng Apollo và công chúa Creusa. Chuyện này Ion, con trai của ta. Ta đã luôn dằn vặt vì năm xưa bỏ lại con trong hang đá. Vậy mà tới bây giờ, suýt chút nữa là ta đã hại con. Hãy tha lỗi cho ta vì tất cả mọi chuyện. Con, từ giờ hai mẹ con ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau, không bao giờ. Mẫu hậu. Vậy là sau 15 năm, nàng công chúa Creusa cũng tìm lại được đứa con mất tích của mình.
những bi kịch của cuộc đời nàng đã chấm dứt. Hai mẹ con đã có thể đoàn tụ bên nhau mãi mãi. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.